Xin chào các anh. Em đang làm đồng hồ nhưng mà thấy ngoài trời nó mưa, thành ra là hơi xôn xao một chút. Muốn làm cái video chia sẻ tâm sự với các anh xíu về cái chiếc đồng hồ Odo 36, cũng như là chia sẻ với các anh về cái sân chơi này. Nhưng mà hôm nay em sẽ nói một chút nhẹ nhẹ về cái sân chơi thôi. Còn nó như thế này các anh, trong cái tuần vừa rồi thì cũng có nhiều anh chắc cũng đang đợi em đăng cái đồng hồ Upli lên để cho các anh lựa chọn đó. Thì cũng có những anh thắc mắc sao Hùng không đăng video sửa chữa rồi tâm sự chơi. Mà cái tuần vừa rồi với em nó hơi đuối các anh ạ. Nó hơi đuối bởi vì em đang gặp một cái sự cố, có thể gọi đây là một cái tai nạn nghề nghiệp, có thể gọi là như vậy. Thì cái sự việc này nó cũng chưa có được rõ ràng, đang trong cái quá trình tìm hiểu để làm cái sự việc nó được sáng tỏ hơn. Khi nào mà nó ra ngô ra khoai rồi thì em sẽ tỏ bày với các anh về cái sân chơi này nó rõ hơn, và cũng như là cái sự việc nó được chi tiết hơn các anh ha, để cho các anh hình dung về cái sân chơi này nó sẽ có những cái thú vui gì và nó cũng có những cái eo lè gì các anh ha. Thông thường thì chúng ta đến với cái đồng hồ thì chơi cái đồng hồ này nó không đơn thuần chỉ là theo như em nghĩ thôi, theo như em hiểu nó không đơn thuần là cái anh sở hữu được cái đồng hồ hay là đồng hồ đắt tiền đâu anh ạ. Nó không chỉ dừng lại đó đâu, mà nó có một cái gì đó nó xa vời hơn mà em hiểu, đó chính là cái sự tu tâm dưỡng tính trong cái chiếc đồng hồ này. Mình chơi để mình thuần cái tính của mình nữa, chứ không phải là để khoe của, chứ không phải để khoe tôi có cái đồng hồ hay hay tôi có cái đồng hồ đẹp. Hôm nay trong cái video này em sẽ kết hợp cái thử âm cái chiếc đồng hồ Odo 36 nâng này. Đây là một chiếc 36 nâng, em đáp ứng theo cái đơn hàng của một anh đến từ Hải Phòng, thì ngày mai chiếc đồng hồ này sẽ lên đường về với gia chủ. Hy vọng trên đường đi nó sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi. Khi mà gửi một cái thùng to như thế này thì cũng hơi ngại, đóng gói thì nó cũng phải cẩn thận chút các anh ha, thì cũng cố gắng cái đó. Nói về cái sự cố của em trong cái lĩnh vực sửa chữa đồng hồ này thì nó là một cái câu chuyện khá là dài, mà bây giờ em cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Hy vọng những cái điều tốt lành nó sẽ đến với mình. Nó xoay quanh một cái chiếc đồng hồ của một anh cũng đến từ Hải Phòng. Đây nó có thể gọi là một cái duyên nợ, và cái duyên này nó không được tỏ tường thì em sẽ cảm thấy rất là nặng lòng trong cái sự việc mà mình đã vô ý để xảy ra. Bây giờ em sẽ thử âm cái chiếc đồng hồ này cho các anh nghe nhé. Em sử dụng cái da, đây là cái da của em đó, nên là nó hơi chói. Cái này chắc phải xử lý lại cái đầu da một chút xíu để cho cái âm nó lắng xuống một chút nữa các anh ạ. Đang bốc quá, cái âm nó đang bị hơi bốc. Cái lượng khách ở ngoài Hải Phòng mà em được biết đến khá là nhiều các anh, so với tất cả các cái tỉnh như Nam Định hay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái lượng khách, tức là các anh ở ngoài Hải Phòng mà em được biết đến thì là nhiều hơn hết so với tất cả các cái tỉnh kia. Vì vậy em có khá là nhiều cái duyên lành, trong đó cũng có những cái duyên nợ. Thì cũng có một cái duyên nợ mà em vừa mới nhắc đến khá là rối trí các anh. Khi nhắc đến Hải Phòng thì chúng ta sẽ liên tưởng đến hoa phượng,
và cái thành phố cảng, một trong những cái cảng khá là sầm uất của những năm trước đây các anh ha. À, bây giờ cảng ở trên Việt Nam mình thì nhiều rồi. À, có một bộ phim mà em được biết đến, tức là được xem, nó cũng xoay quanh cái bối cảnh về cái thành phố Hải Phòng này, đó chính là cái bộ phim Sống Dưới Đáy Sông. Nó xoay quanh cái nhân vật núi sông hồ, thì trong đó cái nhân vật núi là nhân vật chính. Thì cái nhân vật này rất là tốt các anh, nhưng mà vì cái dòng đời sâu đẩy khiến anh ra tù vào tội. Chính vì vậy mà cuộc sống nó thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều. Trong video này em thử âm để gửi đến anh chủ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh kiểm tra lại cái chất âm này một lần nữa ha, trước khi gửi về cho anh. Ngày mai em sẽ tiếp tục đăng các cái video về sửa chữa chứ cũng như là mua bán đồng hồ. Hy vọng nhận được cái sự ủng hộ của mọi người. Em bắt đầu chinh chiến để giải quyết những cái vấn đề nó còn đang tồn đọng các anh ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh.